Tiếp theo quý vị và các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ học sang cái bài cuối cùng của cái phần hàm trong C++, đó chính là cái tham chiếu nhưng mà có cái keywords const ở đằng trước. Ok, thì lúc này chúng ta điểm lại một chút về cái tham chiếu này. Tham chiếu tức là gì? Tham số của hàm mà trước tên của cái tham số có cái dấu và này, thì nó chính là tham chiếu. Và tham chiếu thì nó sẽ cho phép cái hàm được thay đổi cái giá trị tương ứng của cái đối số trên vào. Ok, và lúc này ấy, thì cái việc tham chiếu này nó sẽ làm cho cái chương trình ra nhanh hơn, đấy, hiệu suất nó tốt hơn, tại vì lúc này nó chỉ truyền cái địa chỉ chứ không phải là truyền cả cái cục dữ liệu đi. Hãy tưởng tượng dữ liệu của bạn như là một cái ngôi nhà, nó tại một vị trí cụ thể, có địa chỉ cụ thể ở trong bộ nhớ, cũng như là có địa chỉ cụ thể ở trên một cái bản đồ của một cái đất nước nào đó chẳng hạn. Thì lúc này nếu như các bạn truyền giá trị, tức là không sử dụng cái dấu và, có nghĩa là mỗi lần các bạn đi đâu thì các bạn bê hẳn cái ngôi nhà các bạn đi, cảm giác rất là nặng nề, cồng kềnh, đúng không nào? Nếu như truyền tham chiếu thì chúng ta không cần phải bê nhà chúng ta đi làm gì cả. Đấy, chúng ta chỉ cần lấy địa chỉ của đường ngôi nhà chúng ta đi thôi. Đây, ok. Thì cái lúc này ấy, thì những cái dữ liệu truyền đi nó rất là đơn giản, nó chỉ là cái tham chiếu hay là bản chất là cái địa chỉ. Thì chúng ta chỉ cần vào cái địa chỉ đấy, ok, thì có thể làm thay đổi cái giá trị ở dữ liệu gốc, cũng như giống như là chúng ta ở tích đầu ấy, chúng ta có thể dùng một cái smartphone thông qua cái địa chỉ nhà chúng ta gửi đồ về nhà chúng ta chẳng hạn. Ok, thì nó rất là nhẹ nhàng so với việc mà chúng ta phải bê hẳn cái ngôi nhà chúng ta đến, sau đó để đồ vào xong lại bê về. Đấy, ok, tưởng tượng cái việc mà truyền giá trị là bê một ngôi nhà đi, còn truyền tham chiếu là bê cái địa chỉ ngôi nhà đấy đi. Lúc này thì nếu như đối với những cái kiểu dữ liệu lớn ấy, sau này chúng ta sẽ học về structure hoặc là string, thì dữ liệu ở trong những cái thứ thế nó khá là lớn nếu như mà người ta nhét nhiều thông tin vào đấy, và lúc này thì truyền bằng giá trị thì nó sẽ không hiệu quả, nó làm chương trình người ta nặng chậm, và lúc này người ta sẽ thích truyền tham chiếu hơn. Những cái nhược điểm của truyền tham chiếu đó là cái hàm mà được nhận tham chiếu đấy có thể thay đổi những cái giá trị gốc, mà bây giờ người ta không muốn là thay đổi giá trị gốc nhưng vẫn truyền tham chiếu, thì người ta nghĩ ra cái trò đó là cho thêm cái keywords đằng trước. Ok, chính là như thế này. Đó, thì ở trong này nếu như những cái giá trị tham chiếu này có bị thay đổi nha, thì cũng không hề ảnh hưởng. Và thực tế ở đây nếu như mà bất kỳ cái gì đó mà có cái keyword này thì đều không bao giờ thay đổi được, và nếu các bạn cố tình thay đổi thì nó sẽ gặp lỗi. Ví dụ ở đây mình sẽ đổi lại first name bằng cái gì đó chẳng hạn. Đây, xong mình save, mình lưu lại. Thế lúc này ngay lập tức là cái trình phiên dịch nó sẽ báo cho mình. Đây, cái cạnh đó này, nó bảo là no operators match the operands, cái gì đó này. Ok, thì tức là nó bảo là cái gì mà liên quan đến cái hằng này này. Đó, đây, cái gì liên quan đến cái keyword này thì đều không thể thay đổi, hiểu đơn giản là thế. Thì tức là không thể thay đổi giá trị ở cái thằng gốc của tham chiếu này cũng như thằng này nữa. Đó, thì lúc này chúng ta vẫn bê cái địa chỉ là đi, ok, nhưng mà chúng ta bây giờ muốn làm gì đó thay đổi cái giá trị gốc ban đầu ấy tại cái địa chỉ chúng ta nhận được thì chúng ta không thể làm được nữa. Ok, như vậy thì lúc này cái việc truyền dữ liệu vào trong một cái hàm nó sẽ nhẹ nhàng đi, và cái hàm đấy chúng ta cũng sẽ không lo là nó sẽ làm thay đổi bất kỳ một cái giá trị nào ở trong cái hàm của chúng ta. Lúc này thì ví dụ như là mình sẽ in ra cái full name, ok, mình truyền vào first name, last name, cái này chẳng hạn. Ok, thì lúc này cái giá trị của mình truyền vào này, đây chỉ là ví dụ nhé, và thực tế thì nó sẽ không bị thay đổi.
Đó, chúng ta cũng không lo bị thay đổi. Và tương tự đối với những cái tham số truyền vào khác thì chúng ta cũng có thể sử dụng nó truyền tham chiếu, và sử dụng cái keyword này đằng trước tham chiếu thì chúng ta luôn được một cái chương trình nó gọn. Đó, khi nó thực hiện thì nó rất là nhẹ, nó hiệu suất cao. Ok, thì lý do đó là người ta phát minh ra cái ngôn ngữ C cộng cộng này để thường là cốt hệ thống. Ví dụ như cái hệ điều hành các bạn đang dùng Windows ấy, chẳng hạn, thì người ta sẽ cốt bằng C, C cộng cộng, cho nên là cái nó mới chạy tốt như vậy. Và trong những cái thiết bị nhúng khác ấy, thì người ta cũng sử dụng C, C cộng cộng để cốt. Ok, và chúng ta khi mà sử dụng làm cái gì đó liên quan đến C, C cộng cộng ấy, thì thông thường người ta sẽ quan tâm nhiều đến cái vấn đề đó là hiệu năng, cho nên là những cái thứ này mình mới giới thiệu cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta biết thêm cái cách mà truyền tham chiếu nó không cho phép thay đổi cái giá trị gốc. Xin chúc mừng, chúng ta kết thúc cái nội dung clip này tại đây.